chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành tấn tài tấn lộc tấn bình an quý vị thân mến uh, như quý vị đã biết ý, thì cái lọ hoa trên bàn thờ là một trong những cái vật phẩm không thể thiếu uh, thường thì người ta dâng hoa lên ông bà tổ tiên thần phật và nhằm mang lại cái sự trang nghiêm cho cái không gian thờ cúng đặc biệt là trong cái ngày rằm ngày mùng 1 sắp tới đây chính vì cái điều đó mà có nhiều gia chủ băn khoăn là không biết lọ hoa Nên đặt bên nào trên ban thờ thì mới đúng Thì mới mang lại cái hạnh phúc bình an và cái tài lộc cho cả gia đình Và để giải đáp những câu hỏi mà quý vị thắc mắc Thì trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông cũng sẽ Chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vị trí để lọ hoa trên ban thờ Giúp cho gia chủ không bị phạm phải những cái đại kỵ trong tâm linh Mà sẽ mang lại những cái may mắn tài lộc Được ông bà phù hộ cầu gì thì được nấy à, Thưa quý vị cái việc thờ cúng tổ tiên là cái truyền thống tốt đẹp của người Việt thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta với cái ý nghĩa linh thiêng thì những nguyên tắc về thờ cúng trên bàn thờ gia tiên là cái điều mà ai cũng cần phải nên nắm chắc thực tế có rất nhiều cái nguyên tắc cần phải nhớ trên bàn thờ nhưng mà không phải ai cũng nắm rõ đặt bên trái hay là bên phải mới đúng và không bị phạm phải cái đại kỵ khiến cho ông bà của trách tiền bạc đội nó ra đi à thưa quý vị thì đầu tiên chúng ta cùng xét là tại sao phải đặt lọ hoa trên ban thờ à quý vị thân mến à ban thờ gia tiên là cái nơi linh thiêng là nơi liên kết kết nối giữa ông bà tổ tiên à, nơi mở cõi linh thiêng với con cháu ở trên dương giới vì vậy mà không chỉ cái việc chuẩn bị cái đồ thờ cúng mà cả cái cách bài trí vật phẩm đồ thờ cúng thế nào đều là những cái yếu tố sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái tài vận và cái vận may của gia chủ. Mỗi một món đồ thờ cúng khi mà đặt lên trên ban thờ đều mang trong mình một cái ý nghĩa riêng và có một quy tắc sắp xếp trên ban thờ. Vì vậy, đòi hỏi gia chủ cần phải tìm hiểu kỹ càng trước khi mà tiến hành sắp xếp đồ thờ cúng lên ban thờ. À, trong đó, bình hoa trên ban thờ cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc thờ cúng và không thể thiếu giúp cho gia chủ hội tụ và lưu giữ những cái sinh khí tốt đẹp của trời đất. Vì vậy, khi đặt một lọ hoa trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, ban thờ Phật, thì quý gia chủ cũng nên lưu ý bài trí sao cho đúng với cái phong tục, đúng phong thủy, phù hợp và đẹp mắt nhất. Lọ hoa trên ban thờ hay còn gọi là cái lọ lộc bình ấy, à, nhưng mà kích thước nhỏ hơn. Cái việc đặt lọ hoa lọc bình ở hai bên trên bàn thờ sẽ tạo ra cái sự uy nghiêm và trang trọng cho cái không gian thờ cúng trong gia đình. Lọ hoa dùng để dâng lên tổ tiên và tạo ra cái sự gì thanh mát gắn kết và thể hiện cái lòng thành kính của uh, gia chủ đối với tổ tiên thần phật uh, với cái ý nghĩa là dâng lên những cái điều tốt đẹp nhất cho ông bà tổ tiên. Bên cạnh đó, cái việc đặt lọ hoa trên bàn thờ không chỉ giúp cho gia chủ hội tụ và lưu giữ những cái sinh khí tốt đẹp của trời đất mà còn giúp cho cái không gian thở cúng thêm một sạch sẽ, thơm tho và tôn lên cái nét uy nghi quyến rũ. Do đó, cái phong tục đặt lọ hoa trên ban thờ sẽ đem đến cho gia chủ nhiều cái may mắn, phước lộc, thịnh vượng và cái tài lộc trong cuộc sống. Hơn nữa, cái hương thơm của hoa tươi cũng sẽ giúp mang lại cái mùi hương dễ chịu, tươi mới và tràn đầy cái sức sống sẽ À, làm cho cái không gian thờ cúng nó trở nên trang trọng hơn. Vì vậy mỗi khi mà đến các ngày lễ, ngày rằm, đặc biệt là ngày rằm tháng 5 sắp tới đây, thì cái việc đặt lọ hoa trên ban thờ là cái việc không thể thiếu đối với mỗi gia đình. Tùy theo mỗi gia đình thì gia chủ có thể chọn hoa tươi để cắm trong bình, những loại hoa sen, hoa đào, hoa là giải hoa cúc, vân vân, à, để biểu thị cho cái vẻ đẹp trường tồn và mãi mãi. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là lọ hoa đặt trên ban thờ thì bên nào mới là đúng? À, thưa quý vị, à, cái lọ hoa trên ban thờ là cái câu hỏi của rất nhiều người à, quan tâm. À, tùy theo cái số lượng lọ hoa mà cách bài trí trên ban thờ cũng gì sẽ phù hợp với từng cách khác nhau. Không phải là chúng ta đặt bên nào cũng được. Đấy. Và tùy theo số lượng của lọ hoa và tùy theo kích thước ban thờ để chúng ta chọn ra cái vị trí đặt phù hợp quý vị nhé. Thứ nhất, nếu mà chỉ có một bình hoa, tức là gọi là độc bình đấy, đúng không ạ? Thì theo tìm hiểu về cái kiến thức tâm linh, ông cha ta từ xưa đã truyền dạy rằng là gì? Lọ hoa đặt trên ban thờ phải tuân theo cái quy tắc không được để lộn xộn. Đấy, nếu ban thờ chỉ đặt một lọ hoa cần phải tuân theo cái nguyên tắc là đông bình tây quả, tức là bình hoa đặt bên phía đông và hoa quả đặt ở ở phía tây. Thì đây là cái nguyên tắc bài trí hoa quả trái cây, lọ hoa trên ban thờ từ xa xưa mà ông bà ta đã truyền dạy về cái việc gì? thờ cúng tổ tiên sao cho phù hợp à con cháu sau này thì là cái điểm tựa để mà gì hồi cố ông bà tổ tiên cái nguyên tắc này bắt nguồn từ cái quy luật tự nhiên mặt trời thì mọc ở phía đông đúng không và lặn ở phía tây cây cối thì phải đơm hoa rồi mới kết kết trái chính vì vậy mà cái vị trí cái bài trí cái đồ thờ cúng ấy À, cái lọ hoa ấy thì cũng được đặt ở hướng đông còn mâm ngũ quả thì thường đặt ở bên phía tây như vậy thì mới đúng theo quy luật của trời đất à, cách xác định uh, cái vị trí phía đông phía tây trên bàn thờ à, như sau này à, từ cái hướng bàn thờ nhìn ra cái bức tường bên trái của ông bà là là phía đông đấy và vậy thì đối xứng bên kia sẽ là phía tây tức là bên bên phải của ông bà là phía tây thì đây là cái quan niệm từ xưa đến nay nếu mà trên bàn thờ gia tiên được bài trí ra hướng cửa chính là hướng nam Thì phía bên tay trái bàn thờ là hướng đông và phía bên tay phải là hướng tây Như vậy, cái việc bài trí lọ hoa ở hướng đông để gì? Để đón gió đông, đón gió đông nam thổi vào à, Hương hoa sẽ tỏa ra thơm ngát trong khắp cái không gian thờ cúng Đặt đĩa hoa quả ở bên tay phải hướng tây để vừa tiện cho cái việc trưng bày hoa quả Lại vừa tiện cho ông bà dùng À, hướng đông đặt lọ hoa tượng trưng cho mùa xuân đâm hoa kết trái hướng tây đặt đĩa hoa quả đặt cái à, cái mâm ngũ quả thì tượng trưng cho cái mùa thu à, thu liễm à, nơi kết trái mong muốn gia đình có thêm nhiều lộc con cháu thì thịnh vượng thành đạt và sung túc hạnh phúc hơn đó là cách đặt một bình thế còn đặt hai bình thì sao ạ nếu mà đặt à, ban thờ gia tiên mà có hai lọ hoa thì gia chủ có thể sắp xếp hai bên trên ban thờ và đặt cái mâm bồng ở giữa để sao cho nó cân xứng đó như vậy thì cũng gì không làm mất đi cái ý nghĩa tâm linh mà còn tạo nên cái sự cân đối âm dương và thanh mát cho ban thờ tùy theo kích thước của ban thờ và tùy vào cái phong tục tập quán và tùy cái công việc tâm linh mà gia chủ có thể bày lọ hoa to hay là nhỏ khác nhau nhiều hay là ít à, quan trọng là đúng với cái phong tục tập quán và bài trí sao cho hợp và đẹp mắt nhất À, thưa quý vị, vậy thì ban thờ Gia tiên sẽ được bố trí như thế nào? Đấy, bài trí các vật phẩm như thế nào cho đúng? Thì trên bảng nha quý vị nhìn nhé, đây là cái hình mà bài cách bài trí ban thờ đồ thờ cúng đấy. Thứ nhất cái bộ đồ thờ cúng trên ban thờ Gia tiên bao gồm có này, cái vật phẩm quan trọng nhất chính là bát hương đúng không ạ? Thứ hai là cái mâm bồng, thứ ba là lọ hoa trên ban thờ. À, bên cạnh đó thì quý vị có điều kiện thì có thể thêm bộ ngũ sự à, ví dụ như là cộng hai hạt hoặc là hai chân nến hoặc là gì bộ tam sự gồm ngai chén hoặc là hành phi câu đối vân vân cái vị trí đặt lọ hoa trên ban thờ đúng chuẩn mực thì thể hiện được cái lòng thành đó nói chung ấy còn nếu trên ban thờ gia tiên mà có diện tích lớn thì người ta sẽ đặt hai lọ hoa ở hai bên sao cho cân xứng à, đến ngày rằm ngày mùng 1 thì có thể là gì cắm hoa tươi để mà dâng lên ông bà tổ tiên và thần phật à, thưa quý vị thì trước khi thắp hương cũng như là bày đặt lọ hoa hay là mâm ngũ quả hay là đồ thờ cúng lên trên ban thờ ấy, Chúng ta cũng cần phải kiểm tra xem bàn thờ có sạch sẽ hay là không Đó. Nếu bàn thờ bị bụi bặm bụi bẩn Hoặc là có cái chân nhang, cái tàn nhang nó rơi nhiều xuống ấy, Thì quý vị cần phải tiến hành lau dọn bàn thờ Và để lau dọn bàn thờ thì quý vị không nên được dùng nước lã nhé Mà hãy sử dụng cái nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương Để lau dọn bàn thờ cho không gian thờ cũng được thơm thoa hơn, được sạch sẽ hơn à, Giúp các cụ người về người được lâu hơn, cầu gì thì được lấy cái nước bao xáy ban thờ nhất tâm hương này nó bao gồm các loại thảo dược tự nhiên như là quế, hồi, gỗ hương, đinh hương, bạch đàn, chanh xả đúng không ạ? Nó sẽ có tác dụng tẩy sạch cái vết bẩn, lại rửa sạch cái bụi bẩn bụi bặm trên ban thờ. Nó cũng sẽ làm sạch cái không gian phòng thờ, ngăn ngừa nấm mốc, ngăn ngừa côn trùng. Nếu như ban thờ nhà quý vị mà có dán có kiến ấy thì chúng ta xịt cái nước này vào chúng sẽ cũng sẽ chạy đi đúng không ạ? Bên cạnh đó nó cũng sẽ tẩy uế cho ban thờ, mang lại cái vượng khí cho ban thờ và đặc biệt khi lau dọn ban thờ quý vị cũng không được dùng cái khăn khăn bẩn nhá không được dùng khăn bẩn không được dùng cái khăn lau bàn ghế hay là khăn lau bắt đĩa à, hoặc là gì cái khăn bỏ à, nhiều nhà tiếc mà dùng cái loại khăn đấy thì nó không ra gì cả đúng không ạ nó sẽ bị bất kính với tổ tiên vì vậy quý vị cũng cần phải cái gì lựa chọn một cái khăn lau ban thờ là cái khăn sạch khăn chuyên dụng cho ban thờ và cái khăn sạch này cũng được kèm trong được tặng kèm cùng với chai nước nhất tâm hương nhé. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương đã giúp lau dọn cái không gian thở cúng nó được sạch sẽ, thơm tho, giúp các cụ về ngự được lâu hơn, cầu gì thì được nấy, quý vị nhé. À, thưa quý vị, cái vị trí đặt lọ hoa trên bàn thờ và một số cái lưu ý khi thờ cúng thì bên cạnh cái việc đặt lọ hoa bên trên bàn thờ bên nào cho đúng và chuẩn hương thủy thì gia chủ cũng cần phải chú ý đến những cái điểm sau thứ nhất là lọ hoa đặt trên ban thờ không thể thiếu cùng với các loại phụ kiện như là bát hương đỉnh đồng sẽ tăng thêm cái sự linh thiêng trang trọng cho cái không gian thờ cúng nếu mà ban thờ treo nhỏ thì nên dùng một lọ hoa và để một ống hương ở bên gì bên đối diện à, nếu mà nhà mà có tủ thờ rộng thì có thể dùng cái lọ hoa lớn đấy, hoặc là có dễ dùng cái lọ hoa bằng ống đồng lớn để trang trí thì sẽ gì đẹp hơn với cái nguyên tắc là đối xứng và cân bằng quý vị nhé thì ngoài ra gia chủ khi mà chọn lọ hoa thì không chỉ cất nhắc đến cái vấn đề là đẹp mắt mà còn phải chú ý đến cái sự vững chãi an toàn và cái chất lượng đồng thời cũng phải gì bày biện sao cho cân xứng với văn thờ không bị lệch để đảm bảo cái giá trị tâm linh à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vị trí đặt lọ hoa trên ban thờ ban thờ đặt bên trái hay bên phải đúng không? hy vọng những cái thông tin mà tử thông đã chia sẻ cùng quý vị thì quý vị cũng sẽ nắm bắt rõ hơn về cái nguyên tắc đặt cái lọ hoa trên ban thờ và biết đặt ở vị trí nào cho đúng à bên cạnh đó quý vị cũng có thêm nhiều cái kiến thức bổ ích về vị trí đặt bình hoa đem đến nhiều cái may mắn tài lộc cho cả gia đình giúp cho việc thờ cúng tổ tiên nó được viên mãn hạnh phúc và hanh thông rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.